Hello anh em, bây giờ mình tiếp tục giới thiệu một con tai nghe giá rẻ mà chuyên để chơi game PUBG nha anh em. Có khá là nhiều anh em quan tâm đến những cái mẫu tai nghe để chơi game. Thì đây, mời anh em xem một con tai nghe đến từ hãng Playstone. Playstone quá nổi tiếng rồi, ngon bổ và rẻ anh em ạ. Rồi, mời anh em xem nó như thế nào trong video này nhé. Cái này anh em thể là trên Shopee nhá. Tai nghe đây, tai nghe chơi game Playstone G23 3.5 nhé, có mic và volume cho PS5 Nintendo gì đấy. Nói chung là cho họ ghi là cho PS5 Nintendo nhưng mà thực ra là cho điện thoại được, cho gì cũng được đó. Đây G23 này, anh em thấy cái hộp thiết kế giống với cả cái những mẫu tai nghe mình đã review rồi đúng không? Đây là mẫu mới G23. Hình sản phẩm này custom cho Mobile Legends sao cái phép. Nói chung là họ hãng này họ chuyên sản xuất những tai nghe cho chơi game, tai nghe Bluetooth, tai nghe có dây, có hết và rất là nhiều phụ kiện bên trong. Mình đoán con này cũng thế thôi. Đây mình tính đây để xem này. Mobile Legends, game bắn súng, game sinh tồn, game liên quân liên minh gì đó. Rồi, anh em ngoài chơi trên điện thoại, chơi trên máy tính cũng được. Đấy, hay là những cái game console PS đấy, Nintendo gì đấy, RIP Design 3.5 jack, microphone with HD voice nhá, HD voice với cả anti noise chống ồn. Đây có quét mã gì đấy, G23 nhá, cái này là mẫu mới. Mình sẽ để link mua ở dưới video này cho anh em. Link mua dưới video nha anh em. Ok, rồi anh em, đây. Mở lên. Ui. Mở lên như này. đó, thấy chưa? Wow, lần này hộp của họ có vẻ đựng này. Đấy, thêm một cái tấm để chắn này. Đấy, chống va đập này. Đây này anh em này. Ở đây có những cái giấy giới thiệu này, giới thiệu sản phẩm này. Đó, G23 Blackstone headset. Đó, nói chung là không quan tâm cái này. Mình sẽ sử dụng vào 1 năm bảo hành đây anh em. Rồi. Đây chúng ta sẽ có cái dây này. Đấy, một đầu cái và hai đầu đực. Anh em biết điểm gì không? Để cắm lên máy tính đấy. Đấy, hai jack 3.5. Đấy, dây này dây chống rối. Dây chống rối và dây dẹt nha anh em. Rất là thích, chất liệu rất là thích. Hãng này thì nổi tiếng, quá nổi tiếng về tai nghe chơi game giá rẻ mà chơi ngon nha anh em. Mình review cũng phải 3-4 cái tai nghe của hãng này rồi. Đây trong thì có rất là nhiều tiếp tai cũng về kẹp luôn nha. Họ đầu tư cũng rất là cẩn thận, mặc dù rẻ nhưng mà nhá, tiếp tai này đầy đủ này, có kẹp đầy đủ này, kẹp kim loại này, đó, kẹp đầy đủ và có cả cái móc này, cái móc để gắn vào để chống rối dây các thứ này, mặc dù dây chống rối rồi, cái móc này đó, đầy đủ chưa, phụ kiện. Và chúng ta sẽ có hai cái cục này. Đố anh em biết là cục gì? Vâng, rất là nhẹ luôn, bằng nhôm đấy. Mà mình cũng chả biết là cục gì. Đây đấy, như là cái này có thể vặn xoay gì đấy. Đấy, hai cục này nhá, chịu không biết cục gì thì lại nghiên cứu. Đây và tai nghe của chúng ta hộp như vậy thôi. Ok, tai nghe đây anh em, tai nghe cũng dây chống rối hoàn toàn luôn, có mic voice HD anti noise chống ồn khử ồn chuyên game đấy. Ở đây có đầu 3.5 này đó, dẹt nha anh em, dẹt luôn này, đấy, rất là mỏng luôn nhá, chứ không phải như cái tai nghe khác là tròn. Đấy, đây nó dẹt luôn, dẹt lép luôn. Và thiết kế hình chữ L nhá, chữ L cầm chơi game thì sẽ tiện hơn là cái dây thẳng. Đấy, như kiểu cái dây sạc chữ L này, mình rất thích kiểu chữ L này, vừa chơi game vừa sạc, nhưng mà tốt nhất là chúng ta không nên vừa chơi game vừa sạc. Đấy, rồi ok, đó là cái dây chống rối. Và chỗ này khu vực điều khiển, khu vực điều khiển thì ra có chỉnh volume ngay trên tai nghe luôn nhanh ngay. Đấy, ngay trên cái bảng điều khiển luôn, chỉnh, ấn rất là nhẹ nhàng luôn. Đúng điều chỉnh này, có mic đây, lỗ mic đây, đó, đằng sau không có gì. Và ở đây có nút nghe gọi, nhận cuộc gọi, đấy, đàm thoại gì đấy, chơi game đàm thoại. Và thiết kế cũng kiểu khá là riêng mình, tam giác cơ mà. Ok, nhựa nha anh em. Rồi đây là cái housing và tiếp tai thay thế này. Chúng ta sẽ có hai đôi tiếp tai thay thế cùng với cả thiết kế rất đẹp. Đấy, anh em nhìn thấy thiết kế đẹp không? Đó, có khử ồn này, mic khử ồn này, LR trái phải này. Đấy, ở đây thì có thiết kế kiểu con nhện này, logo nhện Playstone này. Và chỗ này kim loại nha anh em. Đấy, kim loại chỗ này nhá, mặc dù nó bằng nhựa đúng không, nhưng mà nó sẽ có nam châm ở đây để nó hít.
Đó, hít vào để giữ tai nghe. Đấy, để chống thất lạc. Đây cũng có chữ LR chỗ này nữa này. Đó, LR chỗ này nữa, 500. Scan này là kim loại nhé, kim loại rất là chắc chắn, cứng cáp luôn. Đấy, nói chung là anh em nào mà dùng tai nghe Blackstone rồi thì an tâm. Đấy, anh em có thể phản hồi ở dưới video này cho những anh em nào chưa dùng có thể biết. Hoàn thiện tốt, nghe hay, chơi game sướng, mà giá lại rẻ nữa. Ở trên này thì có thông tin Lifewell Gaming Gear, có đèn LED này, kim loại nhá. Em để ý nhá, đây không có một tí nhựa nào chỗ này luôn này, toàn kim loại hết. Từ đây ra đây là kim loại hết. Đấy, chỉ mỗi cái nhựa này nó bọc cái đầu ở đây thôi. Đây, nó bọc cái này thôi. Đấy, nó bọc cái này thôi. Đấy, còn đâu toàn là kim loại hết. Rất là cứng cáp luôn. Đấy, anh em nghe tiếng này. Đó. Theo như hướng dẫn của họ thì đây, cái này là cái tuner này. Đấy, tuner hai cái thì anh em sẽ đây. Chúng ta sẽ lắp cái tuner này vào để chắc là bắn cho nó để chơi game đây, Gunfire Enhancer này. Đấy, chơi game nó chuẩn hơn này. Cái này nhá, cái này nó có cái màng ở đây này anh em. Đó, cái màng này. Lắp vào chơi. Đây. Chúng ta sẽ tháo cái này ra và tháo cái này ra nhá. Đấy. Cái này để chơi game, cái đen này này, nó ghi là để chơi game liên quân. Đó, đây, cũng có cái màng này này. Đó, còn cái xanh này để chơi game Free Fire hay là PUBG Mobile các thứ. Đó, tháo ra và xoay vào thôi. Như này. Đấy, bây giờ mình chơi game PUBG thì mình sẽ lắp cái này vào nhá. Đấy, nói chung là có hai cái mà. Đó. Rồi. Ok. Giờ chiến thử game. Rồi, nói chung là vào dạo đầu nghe tiếng rất là hay luôn. Đấy, thiết kế kiểu chữ L này này thì cầm chơi game này. Đó, sẽ rất là thoải mái hơn là cái rắc thẳng này. Đấy, anh em thử nhìn thấy mình cầm này. Đấy, có thể xoay như này. Đấy, để cầm như này. Đó. Hoặc là cầm như này. Đấy. Nghe tiếng nó, tiếng bát của nó khi vào game, bát nó khỏe thật. Họ chế tạo bát ở trong, tiếng bát trong game ấy thì nó đập khỏe hơn bát khi anh em nghe nhạc nhá. Nói chung là tai nghe này chúng ta chuyên để chơi game là chính. Nghe nhạc thì cũng bình thường thôi, mà chơi game sẽ hay hơn nhiều. Nói chung là lần đầu tiên mình thấy một con tai nghe chơi game mà có tặng thêm cả cái đầu này để chúng ta chơi tùy game. Đấy, game bắn súng. Đấy, wow. Nghe tiếng này hay này. Đó. Và nói chung là chơi game PUBG này thì tốt nhất anh em không nên dùng tai nghe Bluetooth nhá, kể cả dùng tai nghe Bluetooth xịn. Nó vẫn có một độ trễ nhất định. Còn chơi tai nghe có dây này thì anh em dùng thì chơi game sẽ không bị delay, không tiếng bước chân chuẩn, tiếng súng chuẩn. Tiếng dù, tiếng bung dù nghe rất là hay luôn anh em ạ. Khi mình chạy phát thì nó phát ra tiếng chân luôn, chứ không như những cái dòng tai nghe mà ủi. Máy này hơi lag anh em ạ. Ủi. Ơ đơ rồi. Lại đơ. Ok anh em thông cảm nha, mạng hơi cùi tí. Đấy. Hình như là có bot. Mạng đơ quá. Ấn không được luôn này. Đấy. Rồi. Vâng, mạng mà lag này thì kể cả tai xịn như nào thì cũng bó tay. Về đầu luôn. Thế là đầu tiên mình gặp tình trạng kiểu này luôn. Có người anh em ạ. Có người. Có người mà lag này thì bắn. Ui. Có người mà lag này thì bắn nào. Nghe ui. Nghe giật hết cả mình luôn. Nghe nó to ấy, tiếng súng nó to mà nó đầm. Đấy. Nó to và nó đầm. Ok chưa? Không khá lại nhảy ra cửa rồi chứ. Thế không bắn được luôn anh em ạ. Rồi. Đấy. Để mình test nhá. Đấy. Ấn phát là nó ra âm thanh tiếng súng luôn nhá. Chuyển súng này. Đấy. Bắn này. Đó. Chuẩn luôn. Tiếng bước chân phải này. Đang bên phải này. Đây. Không cần nhìn bản đồ nhá, nghe tiếng luôn. Đấy. Bắn phát là nó ra tiếng luôn, chứ không phải như những cái tai nghe Bluetooth thì nó đều bị delay. Ok, vậy là đeo tai nghe này ấy, mình so sánh với những con tai nghe Bluetooth mà nghe tiếng bát khỏe ấy, thì đây là đang bắn mình này. Đấy. Và nghe tiếng bát khỏe ấy, thì hai đứa luôn, một đứa lag. Thì
cái tiếng súng ấy, cái tiếng âm thanh súng ấy, khi nghe qua tai nghe Bluetooth nó không thích bằng cái con này đâu anh em, không thích bằng con tai nghe có dây đâu. Anh em cứ thử mua Blackton về trải nghiệm xem. Đó. Di chuyển nghe rõ tiếng súng, cái tiếng bát của tiếng súng hay. Ok, và đeo vào ấy, đeo vào thì rất là kín tai anh em. Đeo vào thì cực kỳ kín tai luôn. Không biết là một phần họ là thiết kế cái đầu thay này nó nghe nó hay hơn hay sao ấy. Ok. Rồi, link mua sản phẩm này mình sẽ để ở dưới video nhá. Như vậy trong này mình đã giới thiệu nhanh sản phẩm tai nghe giá rẻ Blackton G23 chuyên để chơi game PUBG hay Liên Quân gì đấy. Hãy cảm thấy video hay và thú vị, đăng ký kênh cho kênh mình nhé. Cảm ơn anh em cho video. Bye bye. Được của nó đây anh em ạ.